Bạn đang nghe từ Lặng Radio, nơi đánh thức thương yêu thẳm sâu trong con người bạn. Những dấu hiệu của đàn bà lẳng lơ, chuyên lợi dụng thời cơ để giật chồng thiên hạ. 1. Đổ dầu vào lửa khi vợ chồng mâu thuẫn. Hôn nhân có hạnh phúc đến mấy thì cũng sẽ có những lúc mâu thuẫn, xung đột. Nếu là một người bạn tử tế thì sẽ khuyên nhủ người đàn ông về nhà với vợ, bỏ qua những giận dỗi. Vợ càng muốn làm hòa với nhau là phải ngồi xuống để nói chuyện với nhau rõ ràng. Còn nếu những con giáp thứ 13 thừa cơ tiếp cận chồng bạn, thì khi ấy bạn và chồng có mâu thuẫn thì cô ta lúc này sẽ tìm cách chen ngang. Ban đầu tỏ ra khuyên can, nhưng thực ra đang khiến chồng bạn hiểu lầm bạn hơn trước nữa. 2. Cố ý đụng chạm cơ thể. Một người phụ nữ đoan trang, tử tế thì sẽ luôn biết giữ khoảng cách với người khác giới, nhất là với đàn ông đã có gia đình. Họ ăn nói chừng mực, cư xử lịch thiệp, hòa nhã. Với những người đàn ông đã có gia đình thì lúc nào họ cũng tự biết giữ lệnh giới nghiêm. Trong khi đó, kiểu đàn bà lẳng lơ thì dù biết đàn ông có vợ con đẻ huề, nhưng cô ta lúc nào cũng tranh thủ đụng chạm cơ thể để dụ dỗ chồng bạn. Đôi khi chỉ là một cái chạm tay nhỏ cũng đủ nhăn nhó một mối quan hệ sai trái đấy. Các bà vợ nhất định phải cẩn trọng. 3. Ăn mặc khiêu gợi khi chỉ có hai người. Vốn dĩ người thứ ba lúc nào cũng dùng cơ thể của mình để mồi chài những người đàn ông. Họ sẵn sàng mặc những bộ quần áo thiếu vải, hở hang quá mức để quyến rũ đàn ông. Vốn dĩ đàn ông ai mà chả yêu bằng mắt, cứ thấy đàn bà khoe da khoe thịt thì họ khó lòng mà kiềm chế được. Chị em phụ nữ cần nhớ, nếu nhìn thấy bạn bè, đồng nghiệp nữ của chồng mình thường xuyên ăn mặc mát mẻ để gặp gỡ chồng mình thì nhất định phải tỉnh táo. Rất có thể cô ta đang âm mưu cướp chồng của bạn rồi đấy. Đừng để đến khi cô ta cướp mất thì mới hối hận. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi và lắng nghe. Các bạn thấy nội dung của chủ đề hôm nay như thế nào ạ? Hãy comment bên dưới để chúng mình rút kinh nghiệm cho tập sau tốt hơn nha. Những lời khuyên và đóng góp của các bạn sẽ giúp Lặng Radio không ngừng hoàn thiện và phát triển. Để tiếp tục cùng Lặng Radio lan tỏa ý nghĩa cuộc sống, những điều tốt đẹp, các bạn hãy chia sẻ tới bạn bè và người thân của mình cùng theo dõi nhé. Bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và ấn vào hình quả chuông bên cạnh để nhận những thông báo cho bài viết tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!